Đây là món cơm lam và gà nướng. Nhìn quá hấp dẫn luôn các bạn. Gà Thái Tuấn, gà nướng mắm nhỉ, cơm lam, quá đẹp. Đây, cái này đóng gói để giao cho khách nè các bạn. Rất là sạch và đẹp, nhìn lịch sự lắm. Phường Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, số 1 Võ Minh Đức. Ta lai thì 170, ta hoàng thì 150. Cũng đi kèm là bánh bao, xôi chiên hoặc là xôi đậu. Trong lam mình mua kèm theo là một ống là 20. Gà ta lai là 170 một con. Đúng rồi. Còn tam hoàng là 150 một con. Cũng đi kèm là xôi đậu, xôi chiên hoặc bánh bao, ba cái đó mình chọn cho một. Là đã theo cái con gà trong cái giá đó rồi. Là theo cái giá đó 150 hoặc 170. Cái bánh bao này là chọn một trong ba bánh bao, xôi chiên, xôi đậu. Là đi theo con gà 150 với 170. Còn cơm lam ai muốn mua thêm là 20.000 một ống. Hai ống là 40.000. Ăn với muối đậu. Đây là số gì anh? À, mắm nhỉ. Mình có 3 loại, 5 loại, 6 loại. Mắm nhỉ, muối ớt, tiêu xanh. Mắm nhị, muối ớt, tiêu xanh, ngũ vị. Với lại cái gì anh? Sa tế siêu cay. Sa tế siêu cay. Ai thích ăn cay là ăn gà nướng sa tế siêu cay. Nhìn hấp dẫn quá. Đây là món gì chị? Gà quay mắm nhị. Gà quay mắm nhị. Đặc sản của quán là gà quay mắm nhị. Cái này là gà lai hay là gà tam hoàng? Bên đây là gà ta, còn bên kia là gà lai và gà tam hoàng. Hồi nãy ảnh có báo giá là 150, 170 luôn. Còn bên đây là cao hơn đúng không? Cái này là gà ta thả vườn. Là bao nhiêu chị? Quay mắm nhỉ là 350, còn nướng là 300. Gà ta thả vườn, quay mắm nhỉ là 350 như mọi người đang xem. Còn nướng không là 300.
Dạ, kính chào anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 5 Tết và em xin được chúc cho mọi người vạn sự như ý, bình an, tướng tài, tướng lộc. Trong clip năm mới này thì em xin chia sẻ một vài hình ảnh du xuân vào ngày mùng 5 để chia sẻ đến quý anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang ở một quán cà phê cá coi rất là đẹp, rất là nhiều những chú cá bự. Đây xin gửi đến mọi người một số hình ảnh rất là đẹp ha. Trong năm mới Giáp Thìn 2024 em sẽ cố gắng ra nhiều video clip hơn, đặc biệt là các video clip về du lịch cũng như là lái xe, để chia sẻ với cô chú chị và các bạn, bên cạnh các video clip về thể thao. Sau đây mời mọi người xem chuyến du xuân vào đầu năm ở Bình Dương của em nha. Sau khi uống cà phê thì chúng ta sẽ đi ăn một quán gà cũng khá là ngon. Quán cà phê này ở đường Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Mọi người có thể search Google Maps để đưa các bạn nhỏ đến đây vui chơi và giải trí ha. Có cả khu vui chơi cho trẻ em luôn. Quán này năm ngoái em cũng có làm một video clip rồi, hôm nay mình quay sơ lại vài cảnh thôi. Sau đó mình sẽ đi ăn một quán gà cũng rất là ngon ở Bình Dương. Ở đây người ta làm một cái hồ cao ở trên mặt đất, xong rồi ở dưới người ta lắp kính, mình có thể nhìn ngang vô những chú cá rất là đẹp nè các bạn. Đây là một cái hòn non bộ và dưới đây rất là nhiều những chú cá rất là bự. Mỗi khi thấy người là những chú cá này sẽ bu lại, giống như là biết là sẽ được cho ăn đó các bạn. Đó, bu lại nè, xin ăn nè, rất là bự luôn. Ở đây người ta có cung cấp cá và thiết kế đồ luôn đó các bạn, cung cấp cá coi và thiết kế các hồ cá coi luôn, kinh doanh cho các biệt thự nhà vườn luôn. Ở đây mua đồ ăn cho cá là 5.000 một hũ, các bạn nhỏ sẽ rất là thích cho cá ăn. 5.000 một hũ thôi các bạn, mua ở trong quầy ha. Một hũ đồ ăn cho cá này là 5.000 các bạn. Đó, như cái hũ dưa u nhỏ nhỏ ha, 5.000. Ok, bây giờ mình chuyển qua mình ăn món gà mọi người ơi. Let's go. Đây các bạn nhỏ đang cho cá ăn nè các bạn. Đó, rất là nhiều hồ, trong đây rất là nhiều hồ. Người ta vừa nuôi vừa bán luôn hay sao á, rất là nhiều hồ cá. Ok, bây giờ mình sẽ đi từ quán cà phê cá coi qua bên tiệm gà các bạn. Ăn gà quay lại cho mọi người xem ha. Gà rất ngon.
Rồi mình ăn ở quán gà này nha các bạn. Gà ta quay mắm nhỉ, gà ta tìm ớt hiểm, lẩu gà ta lá é. Đây là món cơm lam và gà nướng. Nhìn quá hấp dẫn luôn các bạn. Gà Thái Tuấn, gà nướng mắm nhỉ, cơm lam, quá đẹp. Ồ, bên kia có mấy quán nữa kìa. Thái Tuấn nè, Ba Mạnh nè, Thái Tuấn nè. Ồ, ở đây khu này là khu gà nướng rồi. Gà nướng cơm lam. Quá ngon luôn, nhìn quá hấp dẫn luôn. Cái lò nóng lắm nha mọi người. Số 1 đường Võ Minh Đức, Phú Thọ. Ở đây chắc là thủ dầu 1 Bình Dương à. Bên kia mở nhạc lớn quá, chắc dính bản quyền nên không có quay nhiều được. Ở đây người ta mở nhạc quá lớn luôn. Đây cái này đóng gói để giao cho khách nè các bạn. Rất là sạch và đẹp. Nhìn lịch sự lắm. Phường Phú Thọ, Thủ Dầu 1, Bình Dương. Số 1 Võ Minh Đức. Ta lai thì 170, ta hoàng thì 150. Cũng đi kèm là bánh bao, xôi chiên hoặc là xôi đậu, cơm lam mình mua kèm theo. Một ống là 20. Gà ta lai là 170 một con. Đúng rồi. Còn tam hoàng là 150 một con. Cũng đi kèm là xôi đậu, xôi chiên hoặc bánh bao, ba cái đó mình chọn cho một. Là đã theo cái con gà trong cái giá đó rồi. Là theo cái giá đó 150 hoặc 170. Dạ. Là kèm ba bộ đó mà mình chọn cho chỉ một bộ. Dạ. Là cái gì anh nói lại? Là xôi đậu, xôi hấp á, xôi đậu xanh, xôi chiên hoặc là bánh bao. Một trong ba. Cơm lam mình đi kèm theo. Mình mua thêm. Cơm lam muốn mua thêm là 20.000 một ống ha chị. Dạ, cái này là hai ống đúng không? Dạ đúng rồi. Hai ống là 40.000. Còn cái này là mình chọn một trong trong ba để đi theo con gà hả? Cái bánh bao này là chọn một trong ba bánh bao xôi chiên, xôi đậu là đi theo con gà 150 với 170. Còn cơm lam ai muốn mua thêm là 20.000 một ống, hai ống là 40.000, ăn với muối đậu. Nhìn rất là ngon và rất là sạch. Rồi mọi người có gần ở đây thì đến ủng hộ nha. Quán này mình ăn rồi, năm nay mình quay lại. Và hôm nay có thêm hệ thống gà nướng rất là lớn. Ở bên đây với lại bên kia đường luôn. Ba cái lò quay rất là lớn. Rồi ok, bây giờ mình vô trong mình quay món ăn trong bàn cho mọi người xem. Đây là món gì chị? Gà quay mắm nhỉ. Gà quay mắm nhỉ. Đặc sản của quán là gà quay mắm nhỉ. Cái này là gà lai hay là gà tam hoàng? Bên đây là gà ta. Còn bên kia là gà lai và gà tam hoàng. Hồi nãy ảnh có báo giá là 150, 170 luôn. Còn bên đây là cao hơn đúng không? Đúng. Cái này là gà ta thả vườn. Là bao nhiêu chị? Quay mắm nhỉ là 350, còn nướng là 300. Gà ta thả vườn quay mắm nhỉ là 350 như mọi người đang xem. Còn nướng không là 300. Đó, bao ăn á. Bao ăn luôn á. Như vậy là một con gà ta giá gấp đôi một con gà tam hoàng. Chứng tỏ là nó phải ngon như thế nào thì giá nó mới gấp đôi. Đúng không chị? Năm ngoái em ăn là chỉ có bên đây thôi, còn hôm nay mới phát triển thêm cái gà nướng bên kia đúng không? Ồ, nhìn quá ngon luôn. Một con gà quay mắm nhỉ là có rau muống nè, dưa leo nè,
đồ chua, rau răm với lại xôi đậu. Xôi đậu đó là bao nhiêu? Xôi bắp hả chị? Xôi bắp 4 lạng. À 4 lạng. À nó khác với xôi đậu bên kia đúng không? Gà tâm hoàng thì xôi đậu còn gà ta. À mua một con gà tâm hoàng là một hộp xôi đậu. Còn cái phần bên đây là xôi bắp. Vậy là có thể là xôi bắp ngon hơn xôi đậu hả? Mỗi vị mỗi khác. Đúng rồi, đúng rồi. Có nghĩa là ai thích ăn xôi gì thì ăn xôi đó. Mẹ em ăn gà ta này mẹ em yêu cầu xôi đậu cũng vẫn có. À ăn gà ta kiểu này nhưng mà yêu cầu xôi đậu là vẫn có nha các bạn. Quá ngon luôn. Rồi ok lên chị. Đây là các loại nước chấm để ăn với gà. Rồi ăn đi. Rồi. Rồi nói mẹ lấy cho Thỏ ăn đi, lấy bình thường. Lấy bình thường. Có hai quay cho khán giả xem bình thường. Dạ chén bình thường. Rồi con ăn nào gà. Ủa nãy chén thì ở đây mà. Nè chén nè, chén này. À, bây giờ khoảng 5 giờ chiều khách đang đến mua mang về rất là đông nha các bạn. Ở đây chủ yếu là người ta mua mang về, còn ai thích ăn ở lại như mình thì vào trong quán ngồi. Rồi mình qua đây mình coi anh quét sốt. Anh mới giới thiệu cho mình là anh đang quét sốt. Đây. Đây là sốt gì anh? À mắm nhỉ. Mình có 3 loại, 5 loại, 6 loại. Mắm nhỉ. Thật khẽ là mắm nhỉ, muối ớt, tiêu xanh. Mắm nhị, muối ớt, tiêu xanh, ngũ vị. Với lại cái gì anh? Sa tế siêu cay. À sa tế siêu cay, ai thích ăn cay là ăn gà và nướng sa tế siêu cay. Nhìn hấp dẫn quá. Con này nó khoảng ký mấy nó cỡ ký 3 ký 4 nè. À một con như thế này khoảng 1 ký 3 1 ký 4. Ăn muối ớt. À nước muối ớt. Rồi bây giờ gà tháo ra để vô hộp cho khách nè. Đó, rất là nóng. Hộp này phải có kinh nghiệm chứ không thôi là nóng lắm. Quan trọng ra con gà nó phải đẹp. Đó. Rồi ok, đóng gói đi anh. Rồi, dám ăn keo lại. Ok. Rồi, lên đường. Giao cho khách. Rồi, ok, em cảm ơn nha. Em vô em ăn trong kia. Tầm chiều chiều là khách người ta đến, người ta mua về rất là nhiều nha các bạn. Đó, ai thích thì đến đây ăn tại quán ha. Ăn ở quán thì cũng có 5-6 cái bàn. Nhưng mà người ta mua về rất là nhiều. Số 1 Võ Minh Đức ở Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ồ, lụm lên con. Đây nó hơi bị ngược quạt đúng không? Kệ đi, lỡ rồi ngồi đi con. Xôi bắp. Chắc con gà đó mới là đúng không chi đâu. Ăn đi con. Ăn đi con. Con xôi nha. Không biết rồi hả? Không có phá rồi của ông biết. Wow. Quý lắm. Ừ, có chả đùm nữa. Rất ít quán có món chả đùm này. Quay cho con. Đây, con ngon. Tuyệt vời không? Đây món gì á? Xôi hả? Xôi chiên. Đồ đùa lên sống luôn. Xôi chiên à? Ngon quá. Xôi chiên.
Nóng quá. Rất nóng. Cho bao nè. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn mì ạ. Mình lấy. Ba biết nấu hồi kia không? Nóng, hơi nóng. Ba biết nấu không? Không. Dầu quá. Số chiên được làm bằng gà. Này là lẩu gà tiềm mất hiểm hả chị? Lẩu gà tiềm mất hiểm. Con gà này gà ta 1,6 kg, giá là 350 ngàn. Có rau, có mì. Đây. Này gà ta luôn đúng không chị? Khoảng 1,6 kg ha. 1,6 kg, 1,7 kg. À, là làm rồi hay là lúc đầu? Lúc đầu á cơm, à, rồi làm 1,3 kg. Ok. Gà lúc sống là khoảng 1,6 kg, 1,7 kg, làm xong còn khoảng 1,3 kg. Đây là lá é nè các bạn. Đây là lá é nha. Đó, mình kêu hai cái, một cái lá é, một cái gà tiềm mất hiểm. Đó, chút nữa sẽ xé con gà ra và bỏ vô. Quá ngon. 350 ngàn một cái lẩu. Rồi, gà tiềm mất hiểm sôi rồi. Bây giờ chị sẽ bưng qua bàn. Rồi, bưng cho chị. Em quay qua đây là gà lá é. Cũng 350 luôn nha các bạn. Lẩu gà lá é 350. Gà ta bao ăn. Mọi người nhớ kỹ là bên gà nướng là có gà tâm hoàng với lại gà lai. Giá 150, 170 thôi. Còn ăn lẩu bên này là gà ta thả vườn 300 đến 350, nướng là 300, nướng mắm nhỉ là 350, lẩu là 350. Nhìn rất là hấp dẫn ha, tuyệt vời luôn á. Ăn rồi rất là ngon, gà rất là dai. Rồi, đây là món lẩu gà lá é nha các bạn. Giá 350 ngàn, gà ta bao ăn. Giờ mình bỏ thêm lá é vô nữa nè. Đây là lá é nè. Bỏ lá é vô nữa. Đây lá é này. Đó, lá é nè các bạn. Đây gà ta đây các bạn. Nhìn rất là chắc thịt ha, rất là dai. 19.000 cái thẻ để mình có thẻ. 19 triệu. 19 triệu. Không, đừng đặt trong cái thẻ. Cái trò thế giới ảo. Rồi cái trò thế giới ảo đó chơi là 5 triệu. Dạ, em mới ăn xong rồi, cảm giác rất là ngon. Cho em hỏi là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ anh? À, đây em hoạt động là từ 7:30 sáng là em nhận khách. Dạ. Là tới 9 giờ. Dạ. Là em nghỉ nhận đơn, là nghỉ nhận khách và đơn em nhận tới 7:30 sáng. À là em bán, bán từ 7:30 sáng hả? 30 sáng. Đến 9 giờ mấy? 9 giờ mấy? 9 giờ đêm. 9 giờ đêm luôn. À là bán từ sáng đến tối luôn. À bán từ sáng đến tối xuyên suốt. À là không có đóng cửa hả? Không có đóng cửa, em bán xuyên suốt luôn. À 7 giờ trực tiếp online lúc nào không có hết. À mình đặt ở trên app là có không anh? Có trên đúng không? Có. Dạ. Mình chạy trên app cũng hoạt động bình thường. Dạ. Mà ví dụ đây thì khách trên Sài Gòn muốn đặt thì sao? Ví dụ thì em ở Sài Gòn em xuống em ăn nè. Rồi em thèm á. Đó là bên đó như mình nếu mà mình đặt thì ở đây ra mà mình chịu cái phí. À là cứ ship bình thường gửi địa chỉ xong rồi chịu cái phí ship thôi. Đúng rồi. À là bận ship lên. Dạ. Dạ ok. Rồi em cảm ơn anh rất là nhiều nha. Chúc rồi anh năm mới dạng sự như ý và quán mình càng ngày càng phát đạt. Dạ, em cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, ok anh.
Dạ, như vậy là em đã review xong quán cà phê Cá Coi và quán gà nướng rất là ngon ở khu vực Bình Dương. Mọi người ai có du lịch đến Bình Dương hoặc là ở gần thì có thể ghé qua hai địa điểm này để vui chơi và ăn uống. Dạ, nhân dịp đầu xuân, Khang Râu xin kính chúc cô chú anh chị và các bạn thật là nhiều may mắn, nhiều niềm vui trong cuộc sống và luôn cảm thấy thư giãn, vui vẻ, tiếp nhận được nhiều thông tin bổ ích từ kênh YouTube Khang Râu Sài Gòn. Trong năm mới, mọi người hãy ủng hộ và theo dõi Khang Râu nhiều hơn để tạo động lực cho em ra nhiều video clip mới. Em xin cảm ơn và trân trọng kính chào. Chúc cho mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và công thành danh toại. Snow in a one horse open sleigh, o'er the fields we go.